Với quyết tâm trong năm 2023 có thêm hơn 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, ngay từ năm 2022, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên đã tập trung hỗ trợ các chủ thể trên địa bàn cải tiến dây chuyền chế biến sản xuất, bao bì, nhãn mác và tăng cường quảng bá xúc tiến, giới thiệu sản phẩm. Hợp tác xã chè San Tuyết Cao Bồ được thành lập năm 2020 với 95 hộ dân liên kết sản xuất trên 106 hectare cây chè San Tuyết cổ thụ. Đến năm 2021, sản phẩm chè vàng của hợp tác xã đã đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP và được thị trường tiêu thụ nhiều, lên đến 15 tấn, với giá trị kinh tế cao hơn, thu nhập của các thành viên hợp tác xã đạt khoảng 8 triệu đồng một người một tháng. Đồng thời trong vụ sản xuất còn giải quyết việc làm cho 30 lao động địa phương với mức thu nhập 5-6 triệu đồng một người một tháng. Từ thành công đó, năm 2023, hợp tác xã chè San Tuyết Cao Bồ quyết tâm xây dựng ít nhất từ 2 sản phẩm trở lên đạt tiêu chuẩn OCOP. Sản xuất chủ yếu là chè xanh, chè trắng, chè vàng. Mà hiện giờ chúng tôi đã đạt được một số sản phẩm OCOP chè vàng. Tới này là hợp tác xã chúng tôi sẽ đưa phấn đấu là mấy sản phẩm nữa là đạt ít nhất phải 3 sao đổ lên. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, đầu năm 2023, hợp tác xã trồng và chế biến dược liệu Bảo Anh được thành lập với 76 hộ dân cùng sở thích trồng và chế biến thảo quả ở thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ. Với vùng nguyên liệu hơn 300 hectare rừng thảo quả, ban giám đốc hợp tác xã đã mạnh dạn đi học hỏi kinh nghiệm, huy động vốn để đầu tư chế biến sản xuất, phấn đấu có ít nhất từ một sản phẩm trở lên đạt tiêu chuẩn OCOP. Xã Cao Bồ nói chung, riêng thôn Lùng Tao thì cũng phải trên 300 hectare. Là cái vùng nguyên liệu của cây thảo quả này. Thì bà con thì cũng thu nhập từ cái cây thảo quả này cũng rất là khá, cũng cái xóa đói giảm nghèo cũng từ cây thảo quả. Đến hết năm 2022, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên mới chỉ có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong khi dư địa để sản xuất các sản phẩm đặc hữu của địa phương còn rất nhiều. Mặt khác, hiện nay xã Cao Bồ đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển du lịch dịch vụ nên sẽ thuận lợi để phát triển các sản phẩm đặc hữu. Đối với xã Cao Bồ thì thời điểm hiện tại là đã có một sản phẩm OCOP, đó là sản phẩm chè vàng. Còn lại thì trong năm 2023 xã cũng sẽ phấn đấu là tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP đối với hai sản phẩm chè và hai sản phẩm thảo quả. Phấn đấu năm 2023 sẽ có tiếp tục những sản phẩm OCOP đặc trưng của xã để phục vụ du khách và đưa ra thị trường. Quyết tâm thực hiện tốt chương trình OCOP, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên xác định chú trọng phát triển các sản phẩm gắn với cây con chủ lực, các ngành nghề truyền thống của địa phương, từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến, sản xuất, tạo thương hiệu và giá trị cao cho sản phẩm đặc hữu của địa phương.